mẹ như giặt nắng bình minh, đem nguồn nhựa sống để dành cho con. Từ khi mà cha em mất, mẹ em phải gồng gánh cho gia đình. Chừng nào chị hết hơi thở thì chị không lo cho con chị thôi, còn sức là chị vẫn lo cho hai đứa con ăn học. Việc học là con đường duy nhất để cho tụi em có thể thoát nghèo. Nhưng khi Quyền Trân tiến gần hơn đến cánh cửa đại học, thì liệu rằng mẹ em có còn đủ sức gồng gánh? Khám thì nói có khối u trong bao tử, chị cũng ráng bỏ qua để lo cho con. Thắp sáng niềm tin sẽ trao đến Quyền Trân cơ hội học tập kịp thời. Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới mẹ em. Hai chị em con là người con là chứ mẹ. Mẹ thương con. Vẫn là khung giờ quen thuộc, 16:40 thứ Bảy, ngày 9/7/2022, trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Kính mời quý khán giả đón xem.